Sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải thì một trong những cầu thủ chưa đạt được sự kỳ vọng như mong đợi chính là Lisandro Martinez. Dù không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương, nhưng dường như những pha xử lý của số 6 vẫn chưa thể bắt nhịp với mùa giải mới. Dù vậy, quãng thời gian trở về để làm nghĩa vụ quốc gia sẽ giúp Licha nhanh chóng quên đi những thất bại tại Manchester United, lấy lại phong độ trước khi bùng nổ mạnh mẽ. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, trung vệ người Argentina đã khẳng định tình yêu bất diệt với Manchester United, đồng thời sẵn sàng làm tất cả điều gì chỉ để mang lại chiến thắng cho đội nhà. Một tinh thần mà 3 vòng đấu vừa qua, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể có được. Nhưng riêng với gã đồ tể, chúng ta vẫn có niềm tin là anh sẽ trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Sáng thứ Sáu vừa qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển Argentina đã bước vào loạt trận vòng loại World Cup 2026 khi được trở về sân nhà để tiếp đón Chile. Dù đối thủ là một đội tuyển cực kỳ khó chịu, nhưng Lisandro Martinez cùng với các đồng đội đã có được 3 điểm dễ dàng nhờ vào các bàn thắng trong hiệp 2 của Alexis McAllister, Julian Alvarez và cầu thủ vào sân thay người Paulo Dybala. Đáng chú ý, tài năng trẻ của Manchester United là Alejandro Garnacho đã ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho cựu sao Juventus ấn định thắng lợi. Trong khi đó, nhân tố Quỷ Đỏ còn lại là Lisandro Martinez tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuy vậy, vai trò của anh là tương đối lạ lẫm khi huấn luyện viên Lionel Scaloni quyết định có những thử nghiệm linh hoạt giữa hai sơ đồ là 3-5-2 và 4-3-1-2. Ở sơ đồ 3 trung vệ, Licha đã ở vai trò lệch trái bên cạnh Christian Romero và lão tướng Nicolas Otamendi. Trong khi đó, hai nhân tố chơi wingback là Nahuel Molina và Nicolas Gonzalez. Dù vậy thì trong nhiều tình huống buộc phải lùi sâu phòng ngự hay để đảm bảo an toàn trước sức tấn công của Chile, Argentina đã trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ quen thuộc. Nhưng điều lạ lẫm ở đây chính là ngôi sao sinh năm 1998 chơi bên hành lang trái. Không biết là huấn luyện viên Lionel Scaloni có gọi điện để hỏi Erik ten Hag hay không, nhưng đây là lần đầu tiên ông thử nghiệm gã đồ tể ở vị trí hậu vệ trái. Còn đối với người hâm mộ Quỷ Đỏ, điều này cũng không quá xa lạ khi mà cựu sao Ajax từng được sử dụng trong vai trò này ở các trận đấu với Man City tại FA Community Shield và ở hiệp 2 cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà. 79 phút có mặt trên sân, Lisandro Martinez cho thấy anh đã quen với việc thi đấu bên hành lang trái khi lên công về thủ cực kỳ ổn định, đồng thời sẵn sàng di chuyển bó vào trong để hỗ trợ trong các tình huống triển khai bóng, và thông số của anh ở trận đấu sáng thứ 6 là vô cùng tuyệt vời. 67 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 96%, tỷ lệ chuyền dài thành công 100%, giành chiến thắng tuyệt đối từ bóng bổng cho đến tranh chấp tay đôi, 4 lần giải vây và tung ra 3 cú sút. Một hình ảnh quá ấn tượng mà Licha đã mang lại cho người hâm mộ, và anh đã góp phần giúp RB Celeste tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của mình tại bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Chắc hẳn, nhiều người chúng ta cũng rất hài lòng khi thấy cầu thủ 26 tuổi tìm lại hình ảnh của mình. Và một điều thú vị khác chính là cách anh trả lời phỏng vấn khi được hỏi về biệt danh của mình, cũng như quãng thời gian ở nhà hát của những giấc mơ. Đồ tể của Amsterdam ư? Những cách gọi, biệt danh, tất cả đều thuộc về người hâm mộ. Nếu họ thích gọi tôi như vậy thì cũng không thành vấn đề. Tôi là một hậu vệ và tất nhiên cũng không thể tử tế được. Vì đơn giản, nhiệm vụ của bạn là phải bảo vệ khung thành bằng mọi giá. Với những người Argentina như chúng tôi, tất cả đều rất biết ơn khi ai đó giúp đỡ, mở cửa nhà cho chúng tôi, đặt cược vào cũng như tin tưởng vào chúng tôi. Từ đó, từng mỗi cá nhân đáp lại và sẵn sàng giết người để đáp lại sự tin tưởng đặt vào chúng tôi. Giả sử chúng tôi được một câu lạc bộ mua lại thì phải cống hiến hết mình trong màu áo đó. Chúng tôi muốn đưa câu lạc bộ đó lên đỉnh cao. Chính vì vậy, tôi nghĩ đó là lý do tại sao các cầu thủ Argentina được yêu mến đến vậy. Người hâm mộ luôn muốn các ngôi sao của họ cống hiến hết mình cho câu lạc bộ. Ở Manchester United, mọi người rất tôn trọng lịch sử, tôn trọng những huyền thoại của họ và giữ cho quá khứ được sống mãi theo thời gian. Đó là một đội bóng mà tôi nhận ra bản thân mình có rất nhiều mối tương quan đến các giá trị của tôi. Khi tôi đặt chân đến sân tập Carrington của Manchester United, tôi cảm thấy có một điều gì đặc biệt. Chúng ta sẽ chiến thắng ở đây. Vâng, đó là những gì tôi cảm thấy, giống như một luồng điện, một nguồn năng lượng mạnh mẽ, một thứ đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Toàn đội đã giành được 2 danh hiệu, nhưng chúng tôi phải tiếp tục cải thiện để đạt được mục tiêu của mình. Đó là biến Manchester thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới như trước đây.
để nói về một trong những cầu thủ sở hữu tinh thần mạnh mẽ nhất của đội chủ sân Old Trafford, Lisandro Martinez số 2 thì không ai dám nhận số 1. Kể từ khi gia nhập nhà hát của những giấc mơ vào mùa hè 2022, gã đồ tể đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ thất vọng khi thi đấu tệ hại ở hai thất bại đầu tiên, sau đó là tỏa sáng để khẳng định giá trị của mình. Mặc cho những chấn thương làm ảnh hưởng đến thời gian ra sân hay là cảm giác bóng chưa thực sự như mong đợi, nhưng mỗi lần trung vệ sinh năm 1998 xuất hiện, anh luôn mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Điển hình như là chiến thắng trước Man City tại chung kết FA Cup. Chỉ cần xuất hiện trên sân khoảng 2/3 thời gian, Licha đã mang lại tinh thần mạnh mẽ, từ đó cùng với toàn đội giành danh hiệu thứ 2 trong 2 năm. Dù vậy, sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, cựu sao Ajax vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Anh đã có vòng đấu đầu tiên rất tốt khi khóa chặt được bò mộng Adama Traore và trả anh chàng người Tây Ban Nha về phòng gym. Dù trong tình huống đầu trận, chính ngôi sao của Fulham đã vượt mặt số 6, đồng thời suýt chút nữa đã tạo ra được bàn thắng. Sau đó, ở chuyến làm khách tại The Amex, nhiều người đã chỉ trích Lisandro Martinez vì anh đã không thể ngăn chặn Danny Welbeck ghi bàn mở tỷ số. Nhiều bình luận viên cùng với các chuyên gia đã chia sẻ trên sóng truyền hình rằng đáng lẽ cầu thủ 26 tuổi đã có thể làm tốt hơn nếu anh thi đấu tập trung. Nhưng thực sự thì bàn thua đó là lỗi của cả hệ thống, chứ không riêng gì Lisandro Martinez. Sang đến trận derby nước Anh, tình huống phạm lỗi của trung vệ người Argentina với Dominic Soboslai cùng với tấm thẻ vàng từ trọng tài Anthony Taylor đã khiến anh bị chỉ trích nặng nề khi cho rằng gã đồ tể đã chơi quá xấu và anh không dám đứng lại để đối đầu với Virgil van Dijk. Khi đội trưởng của Liverpool đã buông lời thách thức ngôi sao của Manchester United, trông chẳng khác gì các tình huống va nhau ngoài đời. Và ngay sau thất bại nặng nề trước đại kình địch, Licha lại tươi cười để chụp hình cùng với Alexis McAllister, người vừa cùng với các đồng đội hạ nhục đội chủ sân Old Trafford. Dù đây là hình ảnh khi cả hai hội quân làm nhiệm vụ quốc gia, nhưng có một số ý kiến lại cho rằng đó là lý do vì sao Manchester United không thể trở lại đỉnh cao khi mà các cầu thủ có thể tươi cười với chính đối thủ của mình. Ngoài ra thì nhiều người còn chỉ trích chàng trai sinh năm 1998 đã làm tổn thương họ khi lựa chọn thời điểm đăng tải tấm hình khi mà đội nhà vừa thất bại 0-3 trước Liverpool và Alexis McAllister là nhân tố đã thi đấu khá tốt ở derby nước Anh. Dù vậy thì vẫn có những bình luận đứng về phía Lisandro Martinez khi họ chuyển sang đề tài quốc gia. Đó là hành động chào hỏi của những người đồng hương với nhau đều cùng chung mục đích phục vụ cho quê nhà. Và đây chính là lý do vì sao Argentina mới là nhà vô địch thế giới, chứ không phải một đội tuyển Anh suốt ngày cạnh tranh nhau và thù địch còn kéo sang cả tam sư. Thế là mãi vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào suốt gần 60 năm qua. Sau tất cả những vấn đề đã trải qua, Licha luôn chọn cách im lặng và thể hiện trên sân. Anh có màn trình diễn rất tốt trước Chile và góp phần mang về chiến thắng cho Albi Celeste. Cùng với đó là tuyên bố hùng hồn về việc sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để Manchester United thành công, thậm chí là sẵn sàng làm chuyện ác. Hơn 2 năm tại xứ sở sương mù, cầu thủ 26 tuổi đã quá quen với những chỉ trích, những bình luận tiêu cực từ một bộ phận người hâm mộ. Và để đáp lại những điều đó, số 6 không hề tức giận, cũng như xem đó là động lực để mình cố gắng hơn nữa, vì chẳng có gì tuyệt vời bằng dập tắt chỉ trích từ chính công việc của mình. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn chuẩn bị mọi thứ, ngay cả những lời gièm pha. Đó là một phần của công việc này. Nếu bạn luôn tìm sự bao dung thì sẽ không đủ tốt để thi đấu cho câu lạc bộ này. Nếu bạn chơi không tốt thì càng phải chấp nhận bị chỉ trích. Bản thân tôi luôn sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp vì đơn giản tôi biết mình không cao nhưng sẽ làm cho những người khác phải ngước nhìn mình. Có thể những trận đấu vừa qua ở Premier League, Lisandro Martinez phải thi đấu với chiến thuật khá mới đến từ huấn luyện viên Erik ten Hag cũng như đối tác quen thuộc Rafael Varane đã ra đi, nên để kết hợp tốt với Harry Maguire hay đặc biệt là Matthijs de Ligt cũng cần phải có thêm thời gian. Nhưng tin tôi đi, ai chứ Licha đã quyết tâm thì sẽ sớm trở lại với màn trình diễn tốt nhất mà thôi. 2 năm ở đội chủ sân Old Trafford, trung vệ người Argentina đã trải qua nhiều biến cố, chỉ trích có, chấn thương cũng không kém. Nhưng sau tất cả thì anh đều tái hiện lại hình ảnh tốt nhất của mình. Tất cả là chính nhờ vào tinh thần mạnh mẽ mà gã đồ tể đã thể hiện. Với lối chơi cực kỳ lăn xả, ngôi sao sinh năm 1998 liên tục dính phải những pha va chạm mạnh. Nhưng chỉ nằm sân trong chốc lát, anh lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục thi đấu. Thậm chí là để bày tỏ sự ủng hộ với cựu sao Ajax, người hâm mộ Manchester United đã luôn hát vang tên của anh cùng với lá cờ với con dao in nổi bật, như muốn thúc đẩy nhà vô địch World Cup 2022 tiến lên và chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa để không đầu hàng trước bất kỳ đối thủ nào.
Lisandro Martinez là kiểu hậu vệ mà người hâm mộ rất thích theo dõi. Anh sẵn sàng lao vào mọi pha bóng và nếu tham gia tấn công thì dứt điểm ngay khi được yêu cầu. Thật là tuyệt vời khi chúng ta được chứng kiến một pha nhoài người phá bóng hoàn hảo đến từng centimet cùng với những tình huống tiểu xảo đầy tinh quái của cầu thủ này, hay là pha hất vai đẩy bò mộng Adama Traore về phòng gym để tập thêm. Hy vọng rằng Lisandro Martinez sẽ duy trì được thể trạng của mình để cống hiến những gì tốt nhất cho Quỷ Đỏ trong thời gian tới, đồng thời mang hình ảnh của một chiến binh thúc đẩy các đồng đội sẵn sàng hy sinh vì Man United, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bằng chiến thắng, đó mới là điều quan trọng nhất. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.